Dạ, để liên tục chương trình, Hồng Sa và Đặng Ngọc Văn sẽ gửi đến bà con cô bác anh chị một bài giọng cổ được mang tên Duyên Kiếp. Mời bà con cô bác cùng thưởng thức. Trong biết đâu mà tìm đường dài mịt mờ gian néo về đâu, mong chờ duyên kịp đưa lối bắt câu. Em ơi nhắc lại phút xưa gặp gặp nhau, thank you.
chiều ấy. Đôi tim ước mong bấy lâu thành lời. Đường đời mình mờ nhằn cách cách tình ta. Hoài lần đầu tiên gặp nhau.